Từ trước đến nay, chúng ta đều quen với khái niệm chợ là nơi người bán và người mua gặp gỡ giao dịch hàng hóa. Nhưng trong mùa dịch bệnh này, khái niệm chợ đã có nhiều thay đổi. Chợ đã được đưa lên mạng. Nhiều doanh nghiệp đã nắm bắt những thay đổi này để cho ra đời một dịch vụ mới đi chợ thuê. Em cho anh hỏi là hôm nay tôm hùm của mình có không? Cho tôi đặt con cá chết giòn nấu lẩu rồi nha. Tôm, cua, cá, thịt, vị, trứng, mớ rau, tất cả nguyên liệu cho một mâm cơm, khách hàng đều có thể đi chợ gián tiếp, không cần bước ra khỏi nhà hay văn phòng làm việc. Đơn giản chỉ là chọn lựa loại thực phẩm theo danh mục trên website, rồi liên hệ tới các siêu thị hoặc cửa hàng. Sẽ rất nhanh thôi, hàng sẽ đến tay người nhận. Đặt hàng đi chợ thì trong vòng tiếng, 2 tiếng họ có rồi. Sáng ngày muốn ăn cái gì thì đặt hàng cái rồi có đem vô. Nói chung còn không mất bao nhiêu. Tại cái công người ta ship ra mình cũng vô đó thôi. Không chỉ đặt món, nhiều cửa hàng thực phẩm còn nhận sơ chế, nấu nướng theo nhu cầu của khách. Nhờ thế mà những cửa hàng như thế này luôn tất bật nhận đơn hàng, dù là trong mùa dịch bệnh. Các bạn 30 phút tới chị nha. Đơn hàng online hiện tại ở bên cửa hàng bên em tăng gấp đôi so với những ngày thông thường lận. Lúc trước đây thì đơn hàng sẽ tập trung vào cuối tuần thứ 5 đến 6 thứ 7, nhưng mà vào khoảng giai đoạn này thì người ta có xuống online nhiều hơn, thì đơn hàng của em đi đều từ thứ 2 đến chủ nhật luôn. Ở thời điểm như thế này thì mình cảm thấy là nó rất là an toàn cho mình và gia đình của mình. Mình hạn chế ra ngoài. Nhu cầu khách hàng tăng cao đã khiến cho một số ứng dụng gọi xe công nghệ họ đưa vào các cái tính năng là đi chợ giúp cho khách hàng. Bi đi chợ và mới nhất là GrabMart vừa được đưa vào hoạt động và trước hết là được phục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Với tính năng mới của các hãng xe công nghệ, người dùng có thể dễ dàng đi chợ từ xa, cũng tìm kiếm và chọn mua các loại thực phẩm gần giống như dịch vụ đặt món ăn. Tại các siêu thị lớn, doanh số qua kênh bán hàng không tiếp xúc được ghi nhận tăng mạnh. Có nhà bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng tới 10 lần so với ngày thường. Các chuyên gia nhận định, sự thay đổi cách thức đi chợ truyền thống của người tiêu dùng cũng chính là một cơ hội đối với người bán. Nếu các nhà cung cấp đảm bảo được dịch vụ và chất lượng tốt, sẽ mở ra một hướng kinh doanh lâu dài, kể cả khi đã hết dịch.